đường dài như tổ đến anh ơi. Hôm nay thật ra nhà cũng có tí dỗ, bây giờ cũng là mày chén thôi. Dỗ thì có xa nhà mình không ạ? Ngay Tây Hồ mà. Vâng. Anh uống nhiều không ạ? Anh uống vài chén mà. Vâng. Anh có biết là nếu như mà đã uống rượu thì không được lái xe không? Anh biết, nhưng mà mình vẫn tỉnh táo để đi về. Là anh tự chủ được cái vấn đề đấy. Chứ nếu mà sai là anh không về. Thì vui gia đình thì bây giờ mỗi người một chén thì mình cũng không tránh được. Lý do thì bây giờ này, tết nhất là đúng không, nhà ai cũng có việc, có dỗ, có đám, thì hôm nay thì cũng chỉ là vấn đề là vui thôi, còn bình thường đi làm thì anh không uống. Nhà hôm nay có dỗ thì ạ? Ừ, có dỗ thì mình đúng không, thì cũng chẳng tránh được cái vấn đề đấy. Anh biết chấp hành, nhưng mà thôi thì anh em thông cảm, thì cuộc sống thì ai cũng vậy. Nếu mà cứ để mà thẳng tưng ra thì nó lại không là cái xã hội, đúng không? Nó phải có người này người nọ, rồi thế này thế nọ. Chứ nếu mà chẳng ai uống cả thì bọn em chẳng phải được ai cả, đúng không? Lần sau thì sẽ không. Đúng rồi. Đi xe thì bị một lần thì mình biết, hiểu và để rút kinh nghiệm.